講真好話，著數嘢多數係港產，六合彩幾蚊有得玩，中正啲冧馬有幾千萬，一蚊一隻雞，點解兩蚊一隻蛋？好玩好玩啊，真好玩！股市好似過山車，恆指跌完就會反彈，樓市好似放飛彈，董爺叫我唔使買地產，搞到我依家日日加班。港產鹹魚到香港會翻生，人人都可以如此撈飯，有人馬照跑，有人路照行，好玩好玩啊，真好玩！一邊食魚蛋，一邊睇肉蛋，十號風球啊，照樣加班，赤立角一直數到台灣，揾隻數都得仲萬班，著數一共有六百幾萬。Phần cơm chó này ngon nhất thế giới, đủ dinh dưỡng và calori, cứ việc tự nhiên. Ăn của tôi rồi. Hữu Gia Bì à, đây là đĩa xương chó đồng đội các người đó, thích gặm nhất đó mà hả, gặm đi. Hữu Gia Bì à, đây là đồ ăn chó mà mày thích nhất đó, ăn cái dĩa này đi nha hả. Ăn đi hả. Dĩa của tôi kìa, ăn đi. Ăn hết ba dĩa bây giờ tính sao? Tính sao đây? Như vậy là chứng minh Hữu Gia Bì có duyên hết với ba người đó. Chuyên viên đại nhân à, ông nói tốt. Được rồi. Tôi sẽ trở về nói cho đàn thủ biết, nói rõ ông ta sự thật Ngũ Gia Bị ở cái chỗ này ha. Còn đàn thủ với cái tiệm nào là tùy theo hên hay xui của các người. Ây, bậy bạo quá, mai tôi còn đi đánh bài đó. Hơi đánh bài quan trọng lắm, sao người ta đang làm chuyện đàng hoàng? Ông đang lục soát cái gì vậy chứ? Tuy rằng tôi không có giúp ông, nhưng mà ở trang cũng phải cho tôi biết là ông đang lục soát cái gì. Bộ đồ dạ hành của tôi. Cái gì? Dạ. Không lẽ ông muốn tái xuất giang hồ? Ây da. Bộ tưởng vợ còn chết rồi hay sao? Không có. Ngày thường nó mặc cái áo sát thần vô bài đường công tuyệt mỹ của ông. Đừng. Ông không ngại nguy hiểm tới tính mạng, leo lên một chiều cao 103 thước gần mặt nước biển, lạnh 30 độ dưới 0 độ, qua mặt của cha tôi để hẹn hò với tôi. Đừng. Bây giờ ông đòi mai chiếc áo dạ hành đó ra, có phải muốn làm điều không trung thành với tôi hay không? Không phải đâu. Bà đặt chuyện dở vậy sao không làm biên kịch? Biên kịch đâu có cần sức tưởng tượng. Ông không nói cho tôi biết tại sao lục soát bộ đồ dạ hành đó ra thì tôi sẽ chết với ông ngay. Tôi lục bộ đồ dạ hành là vì đặc thủ đó. Tôi muốn lấy hồ sơ của đặc thủ. Sau khi biết được hồ sơ, tôi sẽ tìm cách để cho đặc thủ tới phỏng vấn đại kiếp dược phòng của chúng ta. Tới lúc đó chúng ta sẽ giàu hơn, phát triển hơn. Bậy Nhuận Phát nó nghèo gần chết à, còn giàu hơn là Châu Nhuận Phát nữa. Chứ đặc thủ tôi mà, sao không thấy ông lo giùm cho tôi? Ấy chà, tại sao tôi không lo cho bà? Nói bà thấy mỗi ngày tôi để ý tiền chợ của bà thì bà biết là tôi lo cho bà cỡ nào. Nếu như ông nhớ tới tôi á, vậy thì ông biết thứ tư tuần sau là ngày quan trọng gì hay không? Vậy mà cũng đố tôi nữa à. Thứ tư tuần sau á, cái ngày quan trọng như vậy làm sao mà quên được, có phải không? Coi như ông còn có chút tình nghĩa. Thứ tư tuần sau là ngày giỗ mẹ của em, làm sao mà anh quên được chứ? Cái miệng ăn mắm ăn muối, mẹ của tôi còn chưa có chết. Sorry. Tại sao thứ tư tuần sau sao tôi lẫn trí quá vậy? Cái ngày quan trọng vậy mà tại sao tôi lại nói bậy? Tôi thật sự là không phải con người, tôi làm sao mà làm chồng người ta đây chứ? Làm sao làm chủ gia đình đi? Tôi là người không phải. Đừng có tự trách ông nữa mà. Thánh nhân lâu lâu cũng quên này quên nọ đó mà. Huống hồ ông chỉ là một kẻ ích kỷ hẹp hòi, phàm phu tục tử, ích kỷ nhẹ dạ, là một tên vũ phu. Tôi không có trách ông đâu. Nè, vợ chồng 20 mấy năm sao bà chơi tôi sát dáng dữ vậy? Nếu quan trọng như vậy, ông có dự tính gì đây? Đương nhiên là có dự tính. Ngày hôm đó tôi sẽ tới sớm, tôi sẽ sắp ghế để dành chỗ tốt. Cái gì mà nhắc ghế để dành chỗ tốt? Đương nhiên rồi. Ngày hôm đó chính là ngày sale toàn diện, nhiều món hàng bớt tới 80% lượt. Nếu mà không sáng sớm sắp ghế ra dành chỗ, làm sao mà mua được? Như vậy mà cũng nói được hay sao chứ? Nè, bà làm gì lạc giọng vậy? Thứ tư tuần sau là ngày kỷ niệm 28 năm thành hôn của tôi và ông, làm sao mà ông quên được? Là ngày thứ năm kỷ niệm 29 năm thành hôn. Thiệt vậy hả? Đương nhiên thật rồi. Ngày hôm đó đối với tôi mà nói là cái ngày suốt đời khó quên.
29 năm về trước. Ngày đó một chàng thanh niên trong trắng vô ngần đã bị một người đàn bà gài bẫy, rơi vào trong nấm mộ tình yêu. Từ đó về sau, thế giới xuất hiện sự kiện ngày 7 tháng 7, nó xảy ra vào ngày đó. Cái anh chàng khờ khạo kia từ đó đã rơi vào vực thẳm của đau khổ, sống cuộc đời tàn nhẫn vô nhân đạo. Người đó chính là tôi. Nghĩ kỹ, hình như là thứ năm tuần sau thiệt ha. Vậy ông có hành động gì? Có. Dọc sao cũng là vợ chồng với nhau. Ngày hôm đó tôi sẽ tới chỗ người ta bán đồ sale, dành chỗ tốt, mua một dao cạo rẻ tiền để cho bà cạo lông chân. Cái gì cũng được, nhưng mà nói thiệt nha, ông đừng có lén lén lấy dao cạo của tôi để cạo lông ngực. Hả? Vợ chồng 20 mấy năm mà không biết là tôi không có lông ngực hay sao? Phải không có lông ngực. Muốn ăn một mình ba cái rác đặc thủ không dễ đâu. Đúng rồi, chúng tôi biết ông giỡn trò mai giáo mà, cho nên mới theo dõi ông đó ha. Phải. Tôi sử dụng áo da hình mà các người cũng theo dõi được nữa hả? Các người giỏi thật đó. Đúng ra khó theo dõi lắm. Nhưng mà thấy không, đâu có thằng ngu nào mặc đồ giả hành ra ngoài đường vậy chứ hả? Ê, thiệt tình. Chê. Giỏi thiệt ha. Vậy mà cũng nghĩ ra tới cái đống rác của đặc thủ để mà lấy tin tức. Thật ra anh là anh hùng sở tiến lược độc. Thôi đừng nói nhiều, ba còn một chia ba phần đi. Chia ba. Nè, nguyên tắc giang hồ tôi lấy trước. Rút tay. Nè, tôi thấy các người giữ nguyên tắc, nói cho biết cái tin này. Hả? Bà ở này đi, một đêm đổ rác 3 lần. Thiệt hả? Để xem các người có may mắn hay không. Mai gặp. Ha, cổ quý nhìn dưới đáy. Chúng ta lục đi. Lục. Nhanh tay lên đi. Ê, đưa. Ây da, được các người cũng vô dụng thôi. Hồi nãy các người nói cái gì tôi đã nghe hết rồi. Bộ các người không thấy hay sao? Chỗ này đang tu sửa mà. Đặc thủ của chúng tôi đã đi nghỉ mát ở tân giới rồi. Ba cái rác này cũng của đặc thủ mà. Phải. Ây, không phải đâu. Là ba thứ đồ đàn bà. Hả? Xui xẻo. Ây da, làm cái gì vậy hả? Nè, ấy, ây da. Phá cái gì vậy? Tại sao lại moi móc ba đống rác chứ? Bậy, đây không phải là rác, đây là bao vật vô giá đó. Cái bom mà đặc thủ đã ăn. Từ chỗ này có thể nhận thấy, một trong những sở thích của đặc thủ là ăn cái bom kiểu Fuji. Thể hãy ghi lại đi. Yes sir. Nè nè, từ chỗ răng ở bên trái bên này nhận xét, cái răng cửa bên trái của đặc thủ bị mẻ một miếng nè. Hay quá ha. Tiến nhân quan sát thật là tỉ mỉ đó. Thể ghi lại đi. Yes sir. Tại sao trên trái bom này là có vết son? Xem nè, đây chính là gia thư gửi từ quê nhà của đặc thủ tới cho đặc thủ. Wow, thật là mất dạy đọc thư của người ta. Đưa ông coi. Từ bức thư này ba đã phát hiện một bí mật rất quan trọng. Cũng biết rồi, đặc thủ chắc chắn không phải là con ruột của mẹ ông ta. Không. Có vợ bé ở đại lục. Càng không phải. Vậy chứ bức thư đó nói cái gì? Bức thư đó không có thư, mà chỉ có bao thơ mà thôi. Chứ. Nhưng mà từ bức thư này ba cũng phát hiện một bí mật ít người nào biết tới. Cái gì? Hóa ra từ đại lục gửi thơ tới Hồng Kông cũng phải dán tem. Chê. Đừng có coi thường. Từ ở trong những con tem, sau khi ba đề quan sát tỉ mỉ phát hiện được một điều mà người khác không biết. Chỉ có một mình ba biết mà thôi. Đó là bởi vì bưu điện có ghi là ở Đài Sơn. Bởi vậy tôi đi á, biết rõ đặc thủ là người của Đài Sơn. Báo chí đang tùm lum rồi giờ biết sao? Giờ mới biết. Vậy sao? Tôi đã rình khắp mọi nơi, không có ai. Ở phía sau không những không có ai, thật là kỳ lạ, cả một chục cũng không có nữa kìa. Thật sự chỗ nào cũng không có người hết. Nè, vậy tôi mang ra đó nha. Wow. Cô 16, cái đồ này phạm pháp đó nha. Nè, việc tắt giang hộ đụng tới là chết chắc mà thôi. Sợ cái gì? Lượm ở dưới đất, hỏi trời, trời không biết, hỏi đất, đất không nhận. Đây là rác của đặc thủ mà, sợ cái gì mà không lấy. Xét ra cái gói tán xác này là cái gì đây ha? Theo suy đoán của tôi hả? Là một tán xác này đây à, chắc chắn không phải là một bánh cuốn đâu, có phải không?
khẳng định không phải là một bệnh cống. Ây da, kiều gì của mấy người, kiều của mấy người. Ây da, kinh nghiệm mấy chục năm của tôi nhìn một cái là biết liền. Cái loại bột này là bột mì kéo Bắc Kinh. Thế cần cái gì bí mật dữ vậy? Cần gì bí mật dữ vậy? Vậy thì không phải đâu nha cậu Kiên. Đặc thủ thích ăn mì kéo đó mà. Vậy tôi muốn cậu học mì kéo từ Bắc Kinh để lấy lòng của đặc thủ. Ây da, cha của tôi chỉ dạy tôi pha trà sữa thôi, chứ đâu có dạy tôi kéo mì. Ây da, cậu Kiếm à, không biết thì học cho biết đi. Giống như tôi hồi xưa nè, đã bị mấy người đàn ông như ông như bướm bám lấy tôi, làm này làm nọ. Rồi sau đó hả, tôi đã luyện bí kíp tránh trai chứ. Tôi thực hiện đâu vào đó. Tới bây giờ đâu có người đàn ông nào dám gần tôi. Đúng là như vậy. Nghĩ năm xưa, đừng nói là ngựa con, nay cái gió ngựa tôi cũng không biết là cái gì nữa mà hả. Nhưng mà theo sự nghiên cứu ngủ không người của tôi ha, bây giờ đối với mấy con ngựa đó, bây giờ tôi còn quen hơn là cha của mình nữa kìa ha. Không tin à? Không tin à? Cái gì, tôi đại một con ngựa đi, tôi đây sẽ biết là huyết thống dấu chân và nhất là lịch sử luyến ái của mấy con ngựa. Hay là các người sắp xếp thời gian sao mà hay quá vậy. Còn tôi á hả, ban ngày á chỉ pha trà, ban đêm á tôi còn phải đi coi phim bộ, đâu có thời gian mà để đi học kéo mì. Nè, vậy bây giờ hai người muốn kéo mì hay là kéo còi đây? Phải nghe theo. Má à, bà muốn kiếm cái gì? Tôi muốn mua thuốc đau bò tường, tôi bị đau vô. Nè bà có biết nói tiếng Thường hay không? Tôi muốn mua thuốc bào tử. Cô à, cô muốn mua gì? Đồ nhậu quê. Cô à, đứng lại đi chứ. Câu à, để tôi yên đi, nhức đầu quá. Đừng có giận mà, tôi mệt thiệt đó. Không giận làm sao được, ngay cả thông minh Toàn ớt cũng nói tiếng Đài Sơn. Bà đây không nói chống đối với tôi đó hả? Hey, nè, số 3 đâu rồi hả? Anh ta nghỉ rồi, anh ta bây giờ đổi qua làm tiệm uống tóc ở bên đối diện đó. À, như vậy đổi lại số 6 đi nha. Anh ta cũng đẹp trai lắm. Cũng được, nếu đẹp trai thì để tôi thử, nếu không được thì đổi người khác. Rồi. À, bà Triển à, bữa nay muốn uống tóc hay gội đầu đây? Sao cũng được. Có thợ nào quen hay là không hả? Ai cũng được. Vậy cũng được, bà Triển đợi chút. Vô lệ, tối qua bà bị bệnh sao? Bình thường người thợ khác đụng tới đầu của bà thì bà lo lố âm sờm, bữa nay cái gì cũng được hết. Bệnh rồi hả? Phải đó. Hey, phải ha. Tuần sau có phải là ngày kỷ niệm thành hôn hay không nè? Trả kiểu đặc biệt đi. Phải rồi. Đừng nói nữa, tôi đã cố thận để lấy công trận như vậy. Nhớ năm xưa vua giàu theo tôi cũng không thèm để ý. Chọn công đó, bây giờ đối xử tôi vậy. Bà định nói là
con của ông chủ bán dầu đậu phụng ở đầu đường, có phải không hả? Chê, tôi cũng không chọn ổng đâu. Các người biết không, ổng bán dầu mà đâu phải bán dê, tại sao dê quá. Chê, đàn ông ai mà không dê chứ. Nà, cho dù chọn người khác đi nữa, chỉ khác biệt giữa cái tồi và cái tồi hơn thôi. Cho nên sao cũng được mà. Đàn ông không có ai tốt hết. Nè, chồng của bà đó nhìn thấy cái mặt thiệt là thật tình lắm mà. Chắc là không có ăn dụng đâu. Nhưng bây giờ ông đó tối ngày cứ nhớ tới người khác, ở trong lòng không còn tôi nữa. Ê, nè, 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 nè. Chồng của bà nhớ tới người khác hả? Phải không? Dạ hay trẻ vậy? Trẻ thì không trẻ đâu, 60 tuổi. À, 60 tuổi? Làm bà nội rồi còn gì? Tôi đâu có nói đàn bà, đàn ông mà. Ơ, bậy, 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 bậy. Ông già mà cũng mì nữa hả? Buồn là đúng rồi, chỉ buồn là phải. Đương nhiên là giận rồi. Đặc thủ tới tiệm di lý làm cái gì mà dữ vậy? Chuyển xe bây giờ hoàn toàn tổ quả nhập ma. Có vợ hay không cũng quên mất nữa. Ngày kỷ niệm thành hôn tính thế nào đây? Tôi đã biết tính. Nè bà Kiện, mà tính cái gì đây? Bây giờ nghe lấy người ta nói chuyện hỏi nó chết nè, nó chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Các người nghe cho rõ hả? Bây giờ tôi nói một lần nữa cho nghe. Không phải 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Điện thoại tức là điện thoại, thang đọc là thang. Ờ, à, đã biết chưa? Ba, biết hai chữ cũng là tiếng Đài Sơn nữa. Không biết thì đừng có nói bậy. Nói bậy bạ không à. Thôi hãy đọc lại một lần đàng hoàng tử tế cho ba nghe. Ờ, 1 là 1, 2 là 2, 3 là 3. Điện thoại là điện thoại. Ờ, gặp người ta có khỏe không? Ờ, không biết thì phải nói là mày là ai vậy? Ừ, được lắm, được lắm, được lắm. Bây giờ ba hỏi con nha. Hả? Hãy nghe cho kỹ nha. Đặc tử hỏi mày. Mày, mày thích xem đài truyền hình nào? Trả lời sao? Chương trình đêm nay. Được. Đặc tử hỏi mày. Ờ, ăn cơm rồi chưa? Ăn rồi, cảm ơn. Được. Cảm ơn là gì? Cảm ơn. Thêm mắm thêm muối không hả? À? Mấy tiếng đó không có phải là tiếng Đại Sơn. Không biết, không biết. Còn nói bấy nữa hả? Đập chết bây giờ. Ba, tiếng Đại Sơn khô nói quá mà. Nói riết rồi sẽ quên mà. Tạp âm nghe chát tài quá hả? Nhưng à, Walkman của con đâu rồi? Walkman hư rồi. Má chỉ cần cái ống nghe để mà nhét cái lỗ tai lại thôi, để khỏi bị các người bạc đãi. Ờ, quốc mẹ con. Nói tiếng Đại Sơn. Ờ, mẹ à, cái quốc mẹ con ở trong phòng đó. Con không mà biết đút đi đâu, mẹ vào trong coi đi. Nè 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 nè, đút có là nghĩa gì? Ờ, con không biết nói cho nên dùng chữ đút để mà thay thế. Ây da, chịu các người hết nổi rồi. Đút 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 đút. Ờ, đút 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 là nghĩa gì vậy? Muốn biết phải không? Phải phải, tôi đây muốn biết. Thật hết nói à, người đàn bà này dữ như chằn. Ba, mai lần này giả lắm đó nha. Không sao đâu, hát bản nhạc tiếng cho ba nghe đi, dì la được rồi. Hát bằng tiếng Đài Sơn. Đương nhiên rồi, lâu lâu hát một lần thôi mà. 1, 2, 3, 4. Má, con đói bụng lắm. Đêm nay nấu thêm 2 lon gạo. Này, cả mày cũng nói luôn tiếng Đại Sơn. Đành chịu thôi, sáng nay con đã hứa với ba rồi mà. Hồi sáng này mày không có thái độ đó. Ờ má, ngày này con cũng muốn cho mọi người tốt. Không có lợi, chừng nào con mới chịu nghe. Ba đã mua giùm cho con bao nhiêu bảo hiểm hả? Hồi sáng này ông mua cho con phần bảo hiểm du lịch mà. Ông đã mua luật rồi, mua trái vô tiệm nữa. Bản thân ba còn mua thêm một phần bảo hiểm nữa đó. Bây giờ cái ông đó có vốn nặng dữ vậy. Má, lần này ba muốn tính với đất thủ. Ba chịu chơi mà, má giúp ổng đi. Cả con cũng muốn nói giùm cho ổng hả? Đừng có hồng. Má, má. Thế thế à? Con làm gì vậy? Mà không thì sao? Con đang phới đô đó mà. Con đừng có nói tiếng Đại Sơn nữa có được hay không? Cả gia đình đều như vậy. Bà nói là tháng này cho con thêm tiền ăn hàng đó mà, cho nên mới bán đứng con người mình. Ngay cả con cũng bị mua chuộc nữa. Chán tụi bay quá rồi. Con cũng đâu có mua, con như tiên tài không tốt hơn sao?
Nè, bây giờ chạy lẹ quá làm gì vậy? Đợi tôi bị chết hay sao? Ê, còn đó hả Pháp? Người đẹp, lên xe đi, lên xe đi, lên xe đi. Má cảnh cáo con. Cái gì? Đừng nói tiếng Đại Sơn với má đó nha. Sao nóng quá vậy? Uống nhầm thuốc lộ hả? Đi đâu đây? Chở má đi đánh bài. À, được, 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 được. Lại những bài ca Đại Sơn nữa. Cô ta hát mà, chứ đâu phải con. Nè, nè. Thấy cha con của tụi bay chán quá rồi. Nhỏ mộ quá vậy? Hay giặt cô này hát khó nghe quá. Ba chân cuối cùng đã nói với báo chí nhờ chuyên lời các độc gia. Ông là học nói tiếng Đại Sơn nữa hả? Nói thì nói nha, chúng ta thành hôn lâu lắm rồi phải không? Lâu quá đi thôi. Ông nói gì vậy? Tôi thấy bà nói cho nên tôi mới nói. Nếu không nói thì tôi chắc chắn không nói gì đâu. Không có gì để nói. Có phải ông ám chỉ là ông đã chán tôi rồi hay không? Không có đâu. Thật ra mỗi lần tôi gặp bà nhiều hơn vài thứ. Vậy chứ nhiều thứ tốt hay là nhiều thứ xấu? Trường hợp tôi như bà tôi không hỏi đâu. Ý vợ cười em hoài. Không ngờ mấy chục tuổi rồi mà còn biết nói thiếu lầm. Mà giáo quá à, giống hệt như là xài lan vậy. Lúc nào cũng có ăn thỏi trắng như là em đây. Giờ anh còn nhớ không, ngày xưa khi anh còn cảm giác đối với em, lần nào cũng gọi em là thỏ trắng hết. Anh nhớ 20 năm qua anh chỉ gọi em con thỏ trắng 3 lần. Lần thứ nhất gọi con thỏ trắng là có triển nhân. Lần thứ nhì gọi con thỏ trắng đã thêm triển phát. Và lần thứ ba gọi con thỏ trắng là thêm con thể thể. Nên 20 mấy năm rồi tôi cứ dám gọi nữa. Ngày mai là ngày kỷ niệm thành hôn của chúng ta. Em sẽ gọi điện thoại tới khách sạn mà lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, đặt phòng 608. Phòng 608 hả? Anh còn nhớ hay không? Hôm đó em mặc bộ đồ gì? Em mặc bộ đồ gì vậy ha? Chúng ta có thể ôn lại giấc mộng cũ của ngày xưa. Ông đặc thủ, ông có muốn không? Tôi sắp giấy lại cho ông nha. Ây da, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Mau mau đi. Ý, không có ai hết vậy? Ê, mấy đứa bảy đâu? Mau ra đây hết đi. Mau 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 mau, tới giờ rồi. Mau đi, mau đi. Mau đi, không có kẹo dễ đó. Nếm cái đầu của tụi bảy á. Mày hãy xem cái cà vát của mày kìa. Mấy cái máy đè, làm sao trở thành minh tinh ngày mai? Thành minh tinh cái đầu của mày á. Hãy xem cái ống quân của mày. Tức chết đi tôi à, hết giờ rồi đó, tới giờ rồi. Hồi lục quá. Sao vậy kéo của ba chưa kêu lên? Được rồi, hồi hộp quá. 1, 2, 3. Ê, má các con đâu? Con không biết nữa. Con cũng không biết. Sáng nay con cũng không gặp bà. Bởi vì hôm nay đi gặp đặc thú. Hôm qua có ngủ với bà không? Bà cũng không biết nữa. Giờ phút quan trọng như vậy không biết bà nói chỗ nào đâu phải không? Sao ông cũng nghĩ không nói gì cho bà thôi. Cái đồ trời đánh. Hết giờ rồi, tao khác mày trở về tính toán. Đi. Nhanh lên. Ê, mau. Cuộc tranh giành đặc thủ mọi người để ý sắp bắt đầu. Lần này sẽ có màn đấu tự do, ai muốn làm sao cũng được. Tiêu luận cho mọi giáo móc mắt bóc cổ, nó là cái nghề của những láng giềng ở tại Tiên Di Lý. Mở lên, mở lên đi. Mở lên, xếp hàng, xếp hàng đi. Xếp hàng, mở lên. Nghe nhỉ? 1, 2, 1, 2. Quang đi, quang đi. 1, 2, 1, 2. Quang đi, quang đi. 1, 2, 1, 2. Cái thằng này. Phải làm cái gì? Hát đi chứ. 1, 2, 1, 2. Quang đi, quang đi. 1, 2, 1, 2. Quang, coi đằng cái kia. Dở trời gì? Chơi kiểu gì vậy hả? Dở trời gì? Có mình dở ghế dở lưng sườn bá. Có công dây ác như vậy không? Lệnh quá, lệnh quá. Đây lần này không ngờ họ dám dở trò dẫn đi trời nhiều. Phải rồi đó. Chuyện gì? Ba,
Hát xong chưa? Cái gì? Muốn chiếm giải hả? Nè 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 nè, cô 16 à, giở cái trò gì vậy? Tiệm của cô đằng kia mà. Tại sao chạy ra tới ngoài này bận đồ đỏ lòm đỏ lét à? Bộ gã con hay sao? Ông cũng biết tiệm nước Thái lại ở trong kia mà. Cho nên chúng tôi phải ra tới ngoài này để qua ninh đặc thủ. Ê nè, các người. Tắt máy đi. Welcome. Nè, làm gì? Làm gì hả? Bộ các người có radio ngon lành lắm hay sao? Mỗi ông xòm làm rầy cả làng. Ngày hôm nay là ngày gì ăn mặc cái lương chắc cái mặt giống như đít khỉ vậy đó. Không chịu nổi hay sao? Ha. Có biết hay không? Đặc thủ thích nhất là coi hát bội đó ha. Hả? Hát bội? Hả? Nè, ông Dũng à. Ở đặc thủ. Cái gì? Ngày hôm nay đặc thủ sẽ triển khai một đợt những cuộc thăm viếng. Địa điểm đầu tiên mà đặc thủ tới thăm là Tiền Di Lý. Nguồn tin mới nhất, đặc thủ bỗng dưng thay đổi hành trình. Đặc thủ cho biết là muốn thử bánh cuốn ô khí ở Điền Môn, vì vậy sẽ tới Điền Môn trước. Bây giờ đặc thủ vừa mới ăn xong thịt ngỗng quay ở tại xóm tỉnh. Bây giờ trên đường tới Điền Loan, nhưng mà đường Thanh Sơn và đường Điền Loan rất kẹt xe. Vì vậy cho nên đặc thủ không biết bao giờ mới có thể tới Tiền Di Lý ở tại Tiền Loan. Đặc thủ có bộ biết ăn quá à. Đi ăn cháo gà xong bây giờ ăn yến ở dưới gì cá. Còn xuống Nguyên Nam ăn chay nữa chứ. Ngu hay không ăn cho nó biết. Như vậy chúng ta phải đợi lâu lắm. Không được. Chúng ta nhất định phải kiên trì tới giây phút cuối cùng. Sau khi được đội phi hổ mở đường, đặc thủ đã thành công thoát ra khỏi cuộc kẹt xe ở tại đường Điền Môn. 5 phút sau sẽ tới cái địa điểm cuối cùng mà ngày hôm nay ông ta tuần tra, đó là Tiền Di Lý. Hay quá, 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 hay quá. Địa điểm cuối cùng ngày hôm nay đặc thủ sẽ tới là ở Du Bản Lý kế bên Tiền Di Lý. Bởi vì con chó ngủ gia biệt của đặc thủ bị đau bụng, phải tới Du Bản Lý để khám thú y. Theo nguồn tin thông thạo cho biết, ngủ gia bị đau bụng là bởi vì tuần trước đang nhầm những cái đồ không được sạch sẽ tại Tiền Di Lý. Cho nên đặc thủ đã quyết định hủy bỏ chuyến đi Tiền Di Lý. Ây da, thiệt là uổng công uổng sức à, đi thay đâu. Nè 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 nè, cái vụ này đây á, có lẽ là tại tuần trước con chó tới đây đã uống nhầm canh xương heo của bà đó. Chứ tại sao không nói quy linh cao của họ có độc đi. Ăn thua gì nữa tôi hả? Tệ nhất là tiệm thuốc của ông đó. Chuyên môn bán bà thức ăn chó quá hạn không à. Làm cho con chó nó bị bệnh. Bây giờ là được rồi đó hả? Tốt, làm có lợi cho lối xóm rồi. Đúng rồi đó, tại ông mới ra chứ ai nữa. Tại ông đó, tại ông đó chứ ai nữa. Nhà thì có hoài mà. Mấy người đó. Kể như hết thời rồi. Cái kế hoạch làm cho nhà thuốc Đại Kiết lên hương đã đổ bể hết rồi. Làm ơn làm phước đi bà. Tới giờ này còn nói tiếng Đại Sơn nữa. Đừng có hoài công vô ích. Thật ra hết chuyện làm rồi chút quả vào thân. Phải, lo thuốc buổi sáng không có được gì cả. Biết đứa người vậy đi gọi miếng khách ra cho xong. Ủa, có tấm giấy nè. Ba à, là của má viết nè. Má không có trở về đây nữa. Hả? Làm gì mà dữ vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm thành hôn của ba và má. Ba không có lời tới má, chỉ lời đặc thủ. Đương nhiên là má không vui. Ba, lần này ba có lỗi. Phải mau năn nỉ má gì đi. Nếu như đánh bạc không có ai mang cơm nước tới thì khổ chúng con lắm đó. Đúng vậy rồi, nếu mất đi bà mẹ, khai thuế bắt một người để trừ tiền lấy về ít lắm. Tụi bay tới giờ phút này chỉ lo cho mình không à. Mẹ của tụi bay theo tao mấy chục năm, đêm nào không có bả để gãy lưng gãy chân cho tao còn mệt hơn tụi bay nữa kìa. Nói thì nói nha, nhờ má thương cho nên lớn tôi vậy đó. Tại sao không đi kiếm còn ở đó nói nữa? Bà biết bà ta ở đâu. Ý, ông là ai vậy? Vậy chứ ông là ai? Tôi tới đi kiếm người. Kiếm ai vậy? Tôi kiếm vợ của tôi, còn ông tới làm gì? Tôi tới làm việc, làm xong rồi tôi đi ngay thôi. Làm việc? Tiểu Lệ, Tiểu Lệ, cô ta là ai vậy? Tôi đâu có biết, người ta giới thiệu cho tôi đó. Wow, em mà tới tuổi thanh niên rồi chưa? Chạy chậm một chút chắc chết quá. Nhậm chủ à, bên kia có bàn kìa. Ngày này hàng năm tôi và vợ tôi tới ngồi cái bàn này. Tôi nhất định phải đỡ cái bàn này. Tôi không ăn nữa. Đi đi, điên khùng. Mày mới điên khùng đó. Nè ông Dũng ăn gì?
cái mà Tiểu Lệ thích nhất là xương xào huyết, tôm xào trứng, cải xào tỏi. Chị bấy nhiêu rồi hả? Mà biết rồi. Ê, Tiểu Lệ. Tránh ra. Tiểu Lệ, đừng có làm vậy mà. Quả báo nhận tiền, đặc thủ không là tới ông nữa. Phải rồi. Ê, đừng có nói chơi như vậy nữa mà. Chết là vừa. Bây giờ tóm lại tôi có lỗi rồi chứ gì được chưa? Nè, cho anh cơ hội đi một lần thôi nha. Hả? Phải đợi người ta xuất tuyệt chiều mới chịu ra đây với em. Ồ, quá ra bà dọa tôi hả? Năm nào cũng phải giở trò, bằng không đâu có tới với tôi. À, phải rồi, sang năm mình cũng giở trò nữa. À, nè bà, chút nữa chúng ta ăn xong, ăn chung với nhau, tôi sẽ đưa bà đi mua đồ, cho bà mua thả cửa, nhưng mà không quá 30 đồng. Không được, năm nay lên giá 50 đồng. Wow, bộ giết chết tôi hay sao chứ? Không được, nhiều lắm là 40. Được, vậy cũng được. Vậy mới được chứ, thôi tới ăn đi. Ý, ông chủ, chưa gì mà đã xong hết rồi à? Năm nào ăn cái món này không ạ? Xã xóm tôi lo sẵn rồi. À, phải rồi, cảm ơn. Nè, có một điều ông phải hứa với tôi. Những gì nữa đây? Từ nay về sau không được nói tiếng Đại Sơn nữa. Được rồi, từ nay không nói tiếng Đại Sơn nữa. Ăn đi tôm rang trứng xương xào hú qua, cái xào tỏi nè, ăn đi ngon lắm đó. Ăn cái đầu của ông. Tại sao đến đầu người ta? Ông chủ à, cho tôi chai bia uống trời. Nhớ kỹ nha, từ nay không được nói tiếng Đại Sơn nữa. Tệ lắm rồi chưa? Đương nhiên chưa được rồi, phải làm tệ hơn mấy chục lần tệ sắc đất mới được đó. Được. Nè, hai cái con làm gì vậy hả? Wow, chắc là bị dở mộng cho nên là mới điên rồi. Má quê thiệt, ba cái đường bà đường kia không lấy chứ. Má giờ con thể ai cũng biết mặt hết rồi. Con đây lạ mặt, kể như lấy cho má xài đi. Kìa, coi kìa. Chuyện gì vậy? Đây, có chuyện gì? Chị à, dạ, suốt buổi sáng thấy ông ta là như vậy đó. Chắc là bị điên rồi. Điên cái đầu của ông ơi, ông điên tôi cũng chưa điên. Ba còn bình thường lắm mà. Dĩ nhiên bình thường. Sao lại giở cái trò này? Đã tới đây rồi. Xảy ra chuyện gì hả? Chủ chính đã tới. Chủ chính. Có phải là cái chú chính mà Rình con đang nghĩa hồi còn nhỏ đưa con đi coi cá tàu, sau đó thì gạt hết tiền của con hay không hả? À, sợ quá. Có phải cái ông chú chính nói ăn kẹo giàu to, để nhỏ ăn kẹo, lớn xuống răng, bị bệnh đái đường à? Ê, ông chú chính đã gạt hết tiền của tôi rồi. Ba cái vàng dòng đám cưới đã bị ông ta gạt hết rồi, mang đi làm răng vàng, chú chính đó hả? Anh Sư à, chú chính dễ sợ vậy à? Ông chú chính là chuyên viên ma giáo, lường gạt thiên hạ vô địch thủ. Trên thì là tỷ phú, dưới tới ăn mày ở ngoài đường. Sau khi bị ông ta gạt không còn một cách, chỗ nào ông ta đi qua giống hệt như là bão tố, cỏ cũng không mọc. Wow, như vậy là cao thủ trong số cao thủ. Vậy thiên ngoại hữu thiên. Nếu không phải tại sao chúng tôi phải làm ra cái kiểu nghèo sát đất, bởi vì muốn tránh ông ta. Nếu như để ông ta biết được các người có một cách thì ông ta sẽ bòn rút tới thành hai cắt. Nè, đồng hồ tôi cắt hết rồi. Wow, tới giờ rồi. Mau trốn mất đi. Các bạn làm gì vậy? Sợ quá đi, mổ bụng. Nếu mà chú chính bồn rút không qua được, tụi nó kiếm tiệm nơi ăn qua đường thì chết chúng ta. Thôi mau lên, bà kiếm tiệm quy đem cắt hết đi. Mau lên. Tới giờ rồi. Mau trốn mất đi. Các bạn làm gì vậy? Sợ quá đi, mổ bụng. Nếu mà chú chính bồn rút không qua được, tụi nó kiếm tiệm nơi ăn qua đường thì chết chúng ta. Mau lên, bà kiếm tiệm quy đem cắt hết đi. Mau lên. Dành tiệm. Nam chủ à, xin phép hiện trường tất cả an toàn, có thể vào sân. Over. Các người rỉnh gì vậy? Chú rỉnh đó hả? À?
sể nha ông chủ. Thử vô là muốn xỉu rồi. Chú Chính à? Đấy, đừng gọi bằng chú Chính, phải gọi bằng Richard. Richard? Một người giàu có tiền, nếu như không có một tên chữ anh nào thì không nên hồn đâu. Như vậy làm sao nói người giàu có đây hả? Phải, có lý lắm, có lý lắm. Nè, tôi thường ăn mấy nhà hàng cao cấp. Không ngờ Hồng Kông có những quán lề đường như vậy hả? Có. Các người đừng đứng ở đó nha, tôi không quen ngẩng đầu nói chuyện người ta đâu hả? Nè ngồi xuống đi, tôi mời tất cả ăn con. Được, ngồi. Quán ăn như vậy hả? Chắc chắn là không có gì ngon đâu hả? Thế không phải đâu Richard à. Cái chỗ của tôi hả, có bánh bao chưng trứng đây nè, ngon lắm á. Nhưng có hai trứng nữa à. Thôi vậy, đã ghiền à. Thôi được, để thử chút rồi. Đã ghiền lắm. À ông chủ. Ê, có cần. Tôi có mà. Cái loại tôi xài riêng, các người không có đâu hả? Thằng mắt. Ôi trời, sao mà sang vậy hả? Rồi xong rồi. Trời dở rồi. Ba lẻ tẻ mà. Tôi đi nhà cầu hả, xài 7-8 tấm một lần mà. Một khi đau bụng mà, tôi xài 1.000 tấm nha. Bác sĩ cho biết là tôi có bệnh này đó. Nhưng mà như vậy, lấy 1.000 đồng ra mọi người không thắc mắc chứ? Không có thắc mắc. Không á? Không. Bỏ vô nước sôi trụng lại cho được tôi mặt, có phải vậy không hả? Đi, mau lên đi. Đi. Chú Chính à, không, Richard. Phải, lâu quá không gặp, bây giờ khác hẳn à. Phải rồi Richard à, có phương pháp là làm giàu giống như ông đây vậy hả? Phải rồi. Nói ra để giúp con cháu mà, đúng không hả? Bao nhiêu tôi ngày xưa, không muốn nói tới nữa đâu. Phải. Tôi không tiền đóng tiền nhà, không tiền mua quần áo, không tiền ăn cơm. Ngày cả nước nóng mà con không có đầu để nấu nữa. Trong lúc chán nản mọi điều hả? Tôi quyết tâm nhảy xuống sông, chết cho rồi đi. Nhưng mà vậy nha, lại không có chết, nhảy xuống chiếc thuyền. Hả? Thuyền buồm hay là thuyền tam bản hả? Không phải, đó là vô thuyền. Nè Richard à, nhảy xong mà cũng phải chọn vô thuyền nữa sao? Một người muốn chết thì phải chết cái chỗ sang chút chứ. Cả một dòng sông kiếm hết chỗ nào giàu có nhất, đương nhiên là vô thuyền rồi. Chú Chính, chú cao cấp quá, chết cũng quý hơn người ta nữa đó. Không. Một người đại nạn bất tử, chắc chắn là có hộ phước. Ở trên thuyền đó hả, tôi đã gặp một cao nhân. Dạy tôi bài học, chắc chắn là giàu có. Phương pháp thế nào? Hả, một chữ thôi. Nó sao? Sao? Tôi lập tức trở về. Sao tiền, sao ngoại tệ, sao cổ phiếu, sao nhà đất, sao đủ thứ. Sao, cho nên bây giờ mới giàu có như vậy đó. Như vậy à Richard, nếu mà sao bậy sao bại như vậy không sợ sao riết vào khét sao hả? Đúng vậy, cố gắng lắm giàu mà. Không sợ nói các người biết nha, tôi sao như vậy kiếm cả 1 triệu luôn. Ê, 1 triệu đâu có bao nhiêu? Một ngày thôi. Một tháng 30 ngày, như vậy là 40 mấy triệu rồi, có già nhiều quá. Ôi trời, 40 mấy triệu hả? Bán thì bà cao 10 kiếp cũng không có được nữa đó nha hả? Đương nhiên là không được rồi, không được. Ông chủ à, chẳng trách gì người ta nói chưng sướng hơn luộc, xào ngon hơn nấu. Ngày hôm nay tôi tới đây là để trớ ngày xưa cháu cho tôi mượn 10 đồng, bây giờ trả vốn lãng lời trả lại cho cậu. Khỏi thối nha. Vậy thì kỳ quá. Không có bằng lẽ. Ba à, người ta giàu có rồi, tại sao hồi đó ba tiện quá vậy? Nếu cho ổng 10.000, 20.000 bây giờ chắc lấy cả triệu rồi, chứ đâu có 100 đồng như bây giờ. Biết trước hả, ba bán luôn còn cầm luôn căn nhà để đưa hết cho ông ta luôn. Phải rồi. Nói nha, cái tiền của cháu sao bây giờ tệ quá vậy hả? Thật là tội nghiệp quá. Không phải đâu chú Chính à, thật ra. Khỏi cần thật ra nữa. Chú Chính đây thấy tất cả rồi đó. Bà con với nhau mà đừng nói là không lo cháu nha. Nè, đây là cổ phiếu của Tây Thiền, biểu mẫu nhận mua, đủ cháu xài rồi. Wow, cái gì vậy? Đây là cổ phiếu Tây Thiền, bà quảng cáo của họ có quảng cáo nữa, mua cổ phiếu này bảo đảm mà lời. Phải. Lần trước có 12 đồng thôi, sau đó lên. Bà nói đúng đó. Đúng rồi đó.
Ừ, trong giấy này không người ta bán cũng 1.000 rồi đó nhờ. Chưa chắc gì có nữa đâu. Ê, tôi không nói bậy. À, nè. Nếu mà mua được cái cổ phiếu này thì nhất định mình phải giàu to rồi, có phải không hả? Có phải không, Richard? No, nhất định phải giàu có. Có chết mày. Hả? Vậy là một buổi chiều thật là vô duyên. Một tên thơ muôn địa ốc rất là vô lương tâm. Đi mua cái dòng vàng tiền di lý, là cho nhân sinh quan của những người tiền di lý đã chuyển biến 180 độ. Đó là đầu tư. Cơm này cứng quá hả? Được quá. Có chừng chín quá hả? Cũng còn mềm. Đồ ăn sao không ngon? Còn giòn lắm. Canh có mặn quá không? Cũng ngon lắm. Bộ có người bệnh sao? Nè, con nói trước nha, bệnh cảm không lấy tiền insulin được đâu. Thì tối vô tới luôn, la phổi ung thư gì đó. Bình thường ăn bữa cơm ai nấy nói tí lịa không ngừng. Hôm nay sao kỳ quá vậy? Làm cho tôi cũng không muốn ăn nữa. Phải đó, phải đó, không biết là tại sao. Có cái gì không yên ở trong bụng? Không yên trong bụng. Phải rồi. Chuyện gì mà không yên ở trong bụng vậy kìa? Nè, tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi? Có ăn thua gì tới ba hay không đó hả bà? Chính là tấm giấy nhận mua cổ phiếu Tây Thiền của bà đó. Hay à, thì ra phương pháp ngắn nhất có để làm giàu. Bà hãy xem chú Chánh giàu có tới cỡ nào. Tại sao không chịu mua? Nhưng mà vậy nha, mỗi một lần mua ít nhất là 20 ngàn. Còn muốn làm giàu tệ lắm là 80-100 ngàn. Chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy. Bây giờ biện pháp duy nhất cái đó là mỗi người một phần. Hả? Ăn cơm đi. Ăn đi. Ăn cơm. Ê, ai cũng nghĩ như vậy hết. Thôi đừng có nói chúng tôi. Bộ muốn mua là mua được hay sao, phải rút thầm chứ. Nếu rút không được, muốn mua cũng mua không có. Mai nói đúng lắm, mấy người nhà giàu chơi hết đó, người ta ăn cái chúng ta húp nước, kiếm được bao nhiêu chứ. Cho nên con đi nghĩ rằng phải nhờ chính bàn tay của mình tạo dựng sự nghiệp mới được. Tới lúc đó người ta mua cổ phiếu của mình như vậy mới ngon lành phải không? Thôi bây giờ cũng có hàng khách, con đi trước nha ha. Sayonara, bye bye. Ê, tại sao lối suy nghĩ của thằng Nhân sau này hoàn toàn không giống chúng ta? Nó thật là bất bình thường đó nha. À, như vậy. Bây giờ chúng ta đã có một con bài ngon lành như vậy ở trong tay rồi. Chúng ta không thể nào bỏ ra ngoài. Bởi vậy bây giờ tôi vận dụng quyền lực của chủ ở trong gia đình, ép buộc tất cả mọi người có mặt, mỗi người mua một phần. Thấy chưa? Ai cũng như vậy hết đó, không có muốn làm giàu. À, tôi đã tìm được một người lý tưởng rồi. Cho dù có lỗ đi nữa cũng kéo ông ta lỗ chung với tôi. À, nè, ông Trác à, ông có nghĩ tới muốn làm giàu giống như là chú Chính hay không? Nói con bàn thừa thôi. Sau khi gặp ổng ba đêm ngủ không có được đó. Vậy thì may mắn lắm rồi. Còn nhớ cái mẫu mua cổ phiếu Tây Hành hay không? Cái đầu bở đó hả? Đúng vậy. Tôi muốn làm lợi cho ông, nếu như ông thích chúng ta hợp tác với nhau cùng giàu có. Hey, nếu như biết anh Trác chừng nào mới giúp đỡ chúng tôi đây chứ tiền. Ây da, bởi vì thấy láng giềng mấy chục năm cho nên tôi mới giúp đỡ đó thôi. Tại sao tôi không giúp cô 16? Vậy à, tôi đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà cái gì? Anh cũng biết đó, nếu mà mua cổ phiếu thì phải mua nhiều mới được, mua ít không có hứng đâu. Nè, anh có thấy không, ở trên đại lục á, tôi có một người bà con ngon lành lắm. Nếu mà nhập hàng được giàu có lúc nào không ai biết đó. Cái gì mà ngon lành dữ vậy? Quốc bảo. Shh, lén chở tới đây. Bán cái giá rất là rẻ, chúng ta có thể nhập hàng. Sau khi nhập hàng xong, chúng ta có thể lên giá 10-20 lần cũng được. Wow, vậy thì bao nhiêu cũng mua hết. Mua. Này ông Trác à, thôi vậy nha. Tôi đâu có quen gì với bà con của ông. Như vậy, về phương diện tiền bạc phần của tôi, ông trả giùm tôi trước. Hey, trời gác quá vậy. Nè, mấy chục năm lối xóm, mấy chục năm bạn bè bỏ tôi chạy của ông sao? Ông còn nhớ hay không? Hôm trước ông té ở trước nhà của tôi đã chủ động mang miếng băng keo ra dán giùm cho ông. Tôi đâu có kể ơn gì đâu, phải không? Vậy à, sao cũng được, tôi sợ ông luôn rồi. Nhưng mà vậy nha, khi mà hàng nhập tới rồi, ông phải nhất định trả tiền liền cho tôi đó. Được rồi, anh em với nhau mà, đâu cần phải nói nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
揾隻數做足早晚班，着數一送到六百幾萬。